Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, nói đến chất lượng, thành tích trong giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, không thể không nhắc đến trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, bởi trường luôn được đánh giá là lá cờ đầu về mọi mặt. Chính từ những thành tích, kết quả mà cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đạt được như trên là cơ sở vững chắc để Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng nhất. Và mới đây, trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã vinh dự là một trong ba cơ sở giáo dục và là trường trung học cơ sở duy nhất trong toàn tỉnh được công nhận đạt danh hiệu trường chuẩn chất lượng giáo dục. Đã từ lâu, ngôi trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 trở thành một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy của nhân dân vùng mỏ. Mọi người biết đến trường bởi những thành tích nổi bật mà các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và đạt được trong nhiều năm qua. Một trong những thành tích nổi bật của nhà trường là chất lượng dạy và học. Truyền thống dạy tốt học tốt luôn được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, cùng với việc duy trì tốt các phong trào thi đua, việc xây dựng trường trở thành trường đạt chuẩn cấp độ 3 đã luôn được nhà trường quan tâm. Nhà trường phải thành lập ra ban chỉ đạo, và ban chỉ đạo đó phải phân công ra các nhóm công tác, và các nhóm công tác thu thập các cái minh chứng, các tài liệu để chứng minh rằng trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 là trường chuẩn chất lượng, và cán bộ giáo viên miệt mài suốt 5 năm để chúng tôi có thể mới thu thập được đầy đủ các cái minh chứng và tổ chức các hoạt động để được chuẩn như ngày hôm nay. Để đạt được danh hiệu trường đạt chuẩn cấp độ 3, 5 năm qua, hơn 4.000 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để phấn đấu hoàn thành tất cả 5 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí và 108 chỉ số của một trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Đặc biệt, nhà trường đã tích cực, chủ động trong việc thu thập, bảo quản hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đáp ứng cho việc tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng nhà trường. Ngày hôm nay thì nhà trường được công nhận là một trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục, chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Chúng tôi thấy rằng là mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những cái thành tích mà nhà trường đã đạt được. Tôi rất là tự hào khi được sống và làm việc trong một ngôi trường có bề dày thành tích học tập và có truyền thống dạy và học trong nhiều năm qua, và trong một ngôi trường có chất lượng giáo dục cao ở không chỉ trong huyện mà còn trong tỉnh Quảng Ninh. Để có được thành tích cao như vậy thì tôi thấy rất là vinh dự và cảm kích trước sự đồng lòng, nhất trí cao của tập thể giáo viên, lãnh đạo nhà trường cũng như là sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể của Đảng. Và bản thân tôi thì sẽ có nỗ lực cố gắng học tập và rèn luyện, nâng cao tay nghề về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong công sức và trong cái bề dày thành tích chung của tập thể nhà trường. Đạt chuẩn về chất lượng giáo dục khối trung học cơ sở đầu tiên trong toàn tỉnh là một phần thưởng xứng đáng đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2. Đây cũng là niềm tin, là động lực để thầy trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Để mà chứng minh được cái chuẩn chất lượng này thì chúng tôi phải chứng minh bằng cái chất lượng dạy học của chúng tôi phải luôn luôn đạt lên. Và muốn đạt được cái chất lượng nâng cao hơn nữa thì chúng tôi sẽ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và bồi dưỡng cái năng lực quản lý để chúng làm sao mà đáp ứng được cái chuẩn cao hơn nữa. Có thể nói, bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã luôn khẳng định là đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Danh hiệu trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục là vinh dự và cũng là trách nhiệm để cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu, đem hết năng lực, trí tuệ của mình, giữ vững truyền thống lá cờ đầu bậc trung học cơ sở của tỉnh Quảng Ninh với phương châm chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường và cá nhân thầy cô giáo.